Vâng, xin chào tất cả anh chị. Hôm nay em có một cái cây Catum nữa, là cũng là một cái dòng Catum mới. À, nó cũng không phải là mới lắm nhưng mà nó cũng là một cái line. Nó là cây Peratum Imperiis. Imperiis là một cái cây Catum được với vẻ đẹp là màu hồng là chủ đạo. Đây là màu hồng đậm. Thì cái dòng Catum này thì ở nước ngoài rất là phát triển, nhưng ở Việt Nam này mình thì vẫn còn chưa được nhiều người yêu thích. Nhưng em thấy là một cái dòng này rất là đẹp và nó rất là dễ trồng, dễ hoa. Nó không hẳn là quá khó. Bởi vì như cái cây Imperius này là nó là cái cây Imperi lai với cây Pericoris, nên là nó được màu biến thể khá nhiều. Nó là hai cây lai nên là biến thể màu khá nhiều. Có những cái cây thì lưỡi nó hồng hơn, lưỡi hồng nhạt hơn. Có cây thì lưỡi hồng nó đậm màu và nó có điểm vàng giữa như này. Thì nhưng đây cũng là một cái cây rất là đáng chú ý, và em nhận ra rằng là nó là một cây rất là dễ trồng và dễ chăm sóc. Màu sắc cái bắt mắt, bông rất là to. Thì thấy không ạ? Cái dòng Catum này ấy, thì cái dòng Peratum này thì nó nở, nếu mà nếu nếu như mà nở căng ra thì nó sẽ nhanh tàn. Còn đây là nở kiểu mới nở, như cây này nở được 2 ngày này, ngày hôm nay là ngày thứ hai. Ngày thứ hai thì nó vẫn kiểu tròn tròn như này. Đấy, thì nó là một cái cây khá là dễ nhận diện. Với điểm hồng và tâm và vàng ở trong họng là xanh vàng. Thấy không ạ? Đấy. Thì hôm nay em giới thiệu sơ qua về cái cây này một chút để lấy lại tư liệu để về sau có thể ấy. Đây em ghi là hồng mận bởi vì nó là hồng màu mận chín. Dáng củ của nó thì củ nó dài nhất, dài khoảng 20 đến 25 cm và to khoảng từ 3 đến 5 cm về độ to. Còn thân của nó thì vẫn kiểu hơi chấm, thường những màu hồng thì nó như vậy. Nhưng ở đây thì nó rụng lá nhiều rồi, đây chỉ còn ít để chấm đây. Đấy, thì thấy không ạ? Tiếp theo là cái phần lá của nó thì dài khoảng từ 30 đến khoảng 50. Cái dòng này lá khá dài đây. Đấy. Lá khá dài. Và nó như cái này nó rụng rồi nhưng còn lá dưới nó sẽ to hơn. Lá của nó sẽ to khoảng từ 5 đến 10 cm, có thể là 11 12 cm. Hoa của nó thì nở vào là mùa thu đông. Thu đông. Cái này thì nó nở khá là dài. Dòng Catum này nó nở rất là dài, không chỉ cây này mà còn nhiều cây khác. Nó nở rất là dài. Những cây này nó cũng dễ, khá là dễ dễ nhận diện so với những cái cây khác. Đấy, thì anh chị thấy là cái màu hồng đó, nó là màu hồng mận ấy, viền vàng, và ở trong tâm của nó là màu xanh vàng. Trụ nhụy của nó thì là màu trắng và có hai cái râu. Đấy, cái này thì có hương thơm từ sáng đến chiều, và vào khoảng 4-5 giờ thì nó vẫn hương thơm, nhưng hương thơm sẽ nhẹ đi. Thường thì dòng Catum này hương thơm buổi sáng mạnh nhất. Cái này thì vẫn là ra hoa ở gốc. Cần hoa dài khoảng 20 đến 40 cm. Và nó một như một củ tơ này là cái cần hoa này là cần hoa thứ ba. Đây ạ. Cần hoa thứ nhất đây nhá. Đây nhá, củ tơ này. Cần hoa thứ hai này. Bên cạnh bị tàn đấy, cần hoa thứ ba, cần hoa này cần hoa cuối cùng. Thì đây nó là một cái cây rất là siêng hoa. Và có thể ra hoa đơn giản. Em thấy là ra hoa rất đơn giản. Nữa tiếp theo đó là việc việc trồng nó, trồng cái bọn Catum, tất cả các cây cây Catum ấy thì em thấy nó đơn giản như là các loại lan khác thôi. Thì có thể là mình sẽ trồng bằng một cái giá thể của riêng mình, có nghĩa là một mình cả vườn mình trồng toàn bột dừa, hoặc là cả vườn trồng toàn than, hoặc là toàn vỏ thông. Đại loại là một loại giá thể là anh chị chăm sẽ dễ hơn. Như em chủ yếu là trồng vỏ thông này thôi. Vỏ thông tỷ lệ 100%. Đại loại làm nào để thoát nước dễ nhất, ngày tới 2 lần là nó phát triển bình thường, có thể cho ăn phân bò la, phân tan chậm. Dòng này thì như em cảm nhận rằng thấy là cứ cây cứ lớn thì là sẽ cây lớn và trưởng thành to, dạng như này, dạng như củ của em đây thì là có hoa. Nó không khó hoa như những cái dòng khác, những cái dòng này em thấy rất là dễ hoa. Thì hôm nay em cũng giới thiệu ngắn gọn về cái cây này thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Em sẽ cố gắng để giới thiệu thêm những cái loại khác trên kênh của mình để được đầy đủ nhất có thể. Cảm ơn tất cả mọi người, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại.
đấy, khi khi ra nắng thì màu nó sẽ lên đỏ đậm, đỏ tươi, còn không nó không có nắng thì nó sẽ đỏ đậm hơn. Đây chị thấy không ạ? Có nắng màu đỏ tươi rất đẹp. Lưỡi nó to quá bị rách đấy, rất là đẹp. Xin chào tất cả các anh chị.